Rồi, cặp đấu tiếp theo mà chúng mình nhận định đó là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Ranger và câu lạc bộ Ajax vào lúc 3 giờ sáng ngày mai, ngày mùng 2 tháng 11 2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu diễn ra tại sân động Ibrox. Trận đấu trong khuôn khổ bảng A vòng loại số 6 đấu trường Champions League. Và chúng ta biết rằng kèo chính của chúng ta trong trận đấu này đó chính là Ajax được đánh giá kèo trên với tỷ lệ chấp là 0.5. Kèo sẽ được nâng lên 0.75 và hạ xuống 0.25 cho Ajax. Trước khi đi vào nội dung nhận định thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút đăng ký theo dõi kênh để đón chờ những video nhận định kế tiếp của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thì trận đấu này sẽ được diễn ra cùng giờ với trận đấu của Liverpool và Napoli. Đây là một trận đấu mà có lẽ rằng là định mệnh đã ăn bài ở cái bảng A này rồi. Như hồi nãy mình có phân tích thì Liverpool đây là cái mùa trước. Đây, Napoli có chắc chắn đi tiếp, Liverpool chắc chắn đi tiếp, Ajax cũng hơn Ranger 3 điểm và họ chắc chắn có tấm vé dự Europa League. Ranger không có một điểm nào và kể có thắng trận đấu này thì cũng không có thể cửa đi tiếp được. Vậy thì đây là một trận đấu mà định mệnh đã biết được rằng ai là người thắng hay thua rồi. Chính vì vậy Ranger mình nghĩ rằng họ sẽ thi đấu gọi là không có một cái mục tiêu. Còn Ajax thì họ thi đấu cũng vậy, bởi vì họ biết thắng cũng chả giải quyết được gì mà thua cũng không giải quyết được gì cả. Cho nên là đây là một cái trận đấu mình nghĩ rằng sẽ có cơ hội cho đội hình tuyến B, tuyến C ra sân. Đó, thì trong cái trận đấu này mình nghĩ là một trận đấu không mãn nhãn cho lắm. Và cũng dự kiến rằng cái kèo mà Ajax chấp 0.5 ấy, là một kèo mình đánh giá là hợp lý, có khả năng là đội hình phụ sẽ được ra sân. Đây, sơ bộ là đội hình ra sân này sẽ như thế này. Bởi vì có thắng thì cũng không giải quyết được gì và thua cũng không giải quyết được gì. Thì đây là một trận đấu thủ tục thôi. Thì rất là nhiều những cái cầu thủ mà dự bị hàng gọi là lâu đời rồi thì sẽ được gọi là có cơ hội ra sân để gọi là tập duyệt. Thì đây là cũng là một cái trận đấu mà xem chừng có vẻ là không mãn nhãn cho lắm. Thì cũng không cần phải phân tích nhiều. Trận đấu lượt đi thì Ajax đánh bại Ranger 4-0 rồi. Thì chắc chắn là Ranger, đối thủ đại diện của Scotland, không phải là đối thủ của Ajax Hà Lan, nhà đương kim vô địch bóng đá Hà Lan. Thì sơ bộ là như thế, cũng không cần phải nhận định nhiều. Kèo này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Ajax trong trận đấu này sẽ có chiến thắng cách biệt một bàn trở lên. Đấy là nhận định của mình. Còn anh em có ý kiến gì khác để lại bình luận sau video nhé. Video này thì mình không nhận định nhiều bởi vì chúng ta biết kết quả rồi. Hẹn anh em trong video tiếp theo.